Bạn là nhà đầu tư máy bán hàng tự động, bạn đang có một đội ngũ nhân viên vận hành, bạn khó khăn trong việc quản lý nhân viên châm nước hàng ngày, đối soát doanh thu và số tiền thu về, kiểm kê hàng hóa và tồn kho. Thấu hiểu nỗi đau của khách hàng, TechLife cung cấp giải pháp giúp cho việc kinh doanh, vận hành chuỗi máy bán hàng đạt hiệu quả cao hơn so với quy trình truyền thống. Hệ thống phần mềm quản lý trên app VMS, đối tượng sử dụng, nhân viên vận hành máy, tính năng, nhận hàng, kiểm tra doanh thu, thu tiền, nộp tiền, kiểm kê hàng hóa tồn kho, hệ thống phần mềm quản lý trên web VMS, đối tượng sử dụng, quản lý, tính năng, quản lý hiện trạng máy, cảnh báo máy hết hàng, cảnh báo lỗi, báo cáo doanh thu, lịch sử vận hành máy của nhân viên. Quy trình vận hành với app mobile VMS dễ dàng với 6 bước đơn giản sau. Bước 1. Nhận hàng, ghi lại lịch sử giao nhận hàng hóa, phục vụ việc đối soát và thanh toán với các nhà cung cấp. Các bước thao tác: chọn nhà cung cấp, nhập mã đơn hàng trên hóa đơn, nhập ngày trên hóa đơn, nhập giá trị đơn hàng. Chọn kho nhập hàng, chụp ảnh hóa đơn, nhập số lượng theo từng mặt hàng, hỗ trợ nhập tên sản phẩm nhanh bằng quét mã barcode. Bước 2. Kiểm tra doanh thu, ghi lại doanh thu trên máy bán hàng, phục vụ tra soát, đối chiếu trong trường hợp máy bán hàng mất kết nối với phần mềm. Các bước thao tác: nhập doanh thu trên máy, nhập số lượng giao dịch trên máy, chụp ảnh doanh thu, số lượng giao dịch trên máy. Bước 3. Thu tiền, ghi lại số tiền mà nhân viên thu về. Các bước thao tác: nhập số tiền thu về, nhập số tiền để lại máy, chụp ảnh số tiền để lại máy, tiền trả lại trong máy. Bước 4. Châm nước, ghi lại hình ảnh các ngăn hàng trước và sau khi châm nước, phục vụ việc để hàng theo đúng sơ đồ sản phẩm mà người quản lý yêu cầu. Các bước thao tác: chụp ảnh khay hàng trước khi châm nước. Phần mềm hỗ trợ hiển thị sơ đồ ngăn hàng theo yêu cầu của quản lý, chụp ảnh khay hàng sau khi châm nước. Bước 5. Vệ sinh máy, ghi lại hình ảnh xung quanh máy bán hàng, giúp người quản lý kiểm tra vệ sinh xung quanh máy bán hàng. Các bước thao tác: chụp ảnh mặt chính diện của máy, chụp ảnh mặt trái của máy. Chụp ảnh mặt phải của máy. Bước 6. Nộp tiền, ghi lại lịch sử nhân viên vận hành nộp tiền cho quản lý. Các bước thao tác: chọn ngày nộp tiền, nhập số tiền, nhập nội dung nộp tiền. Chụp ảnh biên lai, hỗ trợ đối soát trong trường hợp nộp tiền qua ngân hàng. Các nghiệp vụ vận hành trên app sẽ được lưu lại và thể hiện bằng những báo cáo trực quan trên phần mềm quản lý VMS. Thứ nhất, ghi lại lịch sử vận hành máy bán hàng trên web quản lý, giúp dễ dàng đối soát, kiểm kê hàng hóa. Thứ hai, giúp thống kê hàng tồn, hàng bán, dễ dàng lên kế hoạch đặt hàng. Cuối cùng, giúp dễ dàng đối soát công nợ của nhân viên vận hành máy. Ứng dụng công nghệ và quản lý vận hành chuỗi máy bán hàng giúp giảm thời gian làm việc, minh bạch doanh thu và tối đa hóa hiệu quả bán hàng.